Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật shop FedEx sau địa số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Và tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Sáng thì tôi khi mà hàng mới về, tôi có live stream trực tiếp để cho các bạn xem khi tôi khui hàng máy rửa bát, hàng tôi mua đấu giá. Thế nhưng mà vì đang live stream thì có mấy cuộc điện thoại đến liên tiếp nên nó bị mất sóng, vì tôi đang dùng sóng 3G. Thế nên là tôi quay lại clip để cho các bạn xem, giới thiệu các bạn những cái mẫu máy rửa bát hàng vừa về, chất hàng mua đấu giá đẹp như mới. Các bạn ai mà đã xem live stream trực tiếp sáng nay khi tôi bóc hàng, các bạn biết được là cái chất hàng nó đẹp như nào rồi. Đấy, bây giờ tôi quay lại cho các bạn xem thôi. Chất hàng mua đấu giá nghĩa là hàng mà mình mua tại các cửa hàng đồ cũ bên Nhật, mua hàng tồn kho ở siêu thị, mua ở trên các trang mạng đấu giá ở bên Nhật. Thành ra chất hàng nó đẹp như mới. Về thì chúng ta chỉ việc lau qua bụi là chúng ta dùng thôi. Khác với các chất hàng bãi, nghĩa là với các chất hàng bãi thì về nó rất là bùn đất và bẩn, nên là chúng ta về chúng ta vệ sinh rất mất thời gian và không đảm bảo vệ sinh. Chính vì vậy nên cái nguồn hàng bãi thì ở kho Nhật Bùi Huy đã thôi không làm cách đây hơn 3 năm rồi. Các bạn đến các bạn sẽ thấy là cái chất hàng ở kho Nhật Bùi Huy không có hàng bán thì thôi, chứ có hàng bán thì hoàn toàn là bán hàng đấu giá, hàng siêu thị hết, hàng đẹp hết. Đó. Đây đợt này về thì có đủ hết các màu. Nó có màu mận chín, màu trắng, màu ghi, rồi màu vàng cát. Hoàn toàn là hàng đẹp như mới. Đấy, những cái hàng như này thì chúng ta chỉ việc lau qua đi là dùng thôi. Các bạn để ý nhé, những con hàng bãi ấy, hoặc là hàng người ta dùng rồi hoặc dùng nhiều rồi ấy, thì là ở các cái thanh inox này, nó sẽ bám rất là nhiều cái cặn canxi trắng. Và các cơ sở bán người ta phải bỏ ra một cái khoảng thời gian rất là lâu để người ta dùng hóa chất, người ta tẩy cái cặn canxi này đi. Đành rằng vẫn không thể hết hoàn toàn được. Đấy, nếu mà làm thật kỹ thì các bạn nhìn chúng các bạn vẫn phát hiện ra. Còn hàng này của chúng ta là hàng chúng ta mua đấu giá là nó đẹp như mới luôn, không hề có cặn canxi và cũng không hề có bẩn. Đấy, các bạn nhìn ạ, tôi mở tất cả các bạn xem, nghĩa là vẫn còn nhiều nữa. Từ sáng nay đến giờ thì chỉ mới bán được 4 cái thôi. Khi tôi live stream thì có 4 khách quen đến mua và đặt trực tiếp online luôn. Hàng còn rất là nhiều, hoàn toàn là hàng mua đấu giá về để bán cuối năm, nó về hơi muộn một chút. Thế nhưng mà cuối năm nay thì nhà bác nào cần, nhà bạn nào cần thì chúng ta sẽ không cần phải rửa tay dịp Tết nữa rồi. Đấy. Nhiều bạn thì bảo là nhìn thì nó hơi nhỏ. Thế nhưng mà nó rất tiện. Nó rất tiện. Nhìn nó nhỏ như này thôi, thế nhưng mà để mà rửa bát đũa thì nó rửa được rất là nhiều về số lượng. Đây tôi cho các bạn xem một con, ví dụ như con này. Đó. Hai dàn này thì chúng ta đều có thể bỏ ra được. Đây là một dây cấp và dây thoát của chính hãng, đi theo máy các bạn nhé, chứ không phải hàng Trung Quốc đâu. Tất cả đều chính hãng gửi về. Đó. Máy thì được thiết kế thành hai dàn, dàn trên và dàn dưới. Hai dàn này thì chúng ta sẽ rửa được số lượng bát như thế nào. Đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn xem. Đây tôi lắp tạm đây rồi. Đó. Hai hàng này thì nó sẽ rửa được là như hàng trên này. Thì là ở trên này chúng ta sẽ úp được hai hàng bát con, mỗi hàng là được 6 cái, nghĩa là vị trí là ở trên này chúng ta sẽ để được 12 cái bát nhỏ. Và ở hai hàng này thì chúng ta sẽ để úp cốc, úp được khoảng 4 cái cốc. Ngoài ra thì chúng ta có thể úp các cái đồ khác tùy chúng ta. Úp được khoảng 4 cái cốc ở trên này. Hàng dưới này chúng ta có thể úp được 6 cái đĩa. Và bên này chúng ta sẽ úp được khoảng 3 cái bát nhỏ, à 3 cái bát to, hoặc chúng ta có thể là úp nồi niêu xong chảo. Đó. Với số lượng như thế thì chúng ta có thể rửa được cho gia đình khoảng 6 người ăn. Cái ưu điểm của máy rửa bát của Nhật đấy chính là nhỏ gọn, để đâu cũng được. Và cái mà khiến cho người tiêu dùng rất thích đấy chính là nó rửa bằng nước nóng, không dùng hóa chất, rất là an toàn, vệ sinh. Đó. Thế các bạn mà muốn được tư vấn hoặc là muốn mua hàng thì hãy gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại là 0966 937 999, hoặc đến xem hàng trực tiếp tại kho hàng Nhật shop FedEx sau địa số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Bùi Huy Kho Hàng Nhật để nhận thêm nhiều clip của tôi. Đừng quên ấn vào biểu tượng hình cái chuông ấy, ở góc màn hình, để mỗi lần mà tôi lên clip mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo và xem clip, để chúng ta có thể săn được những cái con hàng mà nó rất là chất lượng. Bên cạnh việc về máy rửa bát thì dịp cuối năm thì Kho Hàng Nhật Bùi Huy sẽ về được những cái mặt hàng khác, ví dụ như là tủ lạnh, máy giặt cũng là hàng mua đấu giá. Như tủ lạnh thì chúng ta có tủ mặt sơn và tủ mặt kính.
Tủ mặt sơn thì cũng là hàng mua đấu giá. Chất của nó rất là đẹp. Đây là con tủ 5 cánh, phân khúc 10 triệu, hơn 10 triệu một chút. Rất là đẹp. Đây là tủ 6 cánh, phân khúc 20 triệu. Cũng rất là đẹp, như mới luôn. Đấy là cái sự khác biệt của hàng mua đấu giá và hàng hàng bãi. Những con tủ 5 cánh, 6 cánh vô cùng đẹp. Những con 5 cánh này là phân khúc 10 triệu, giá dao động từ 10 đến 15 triệu. Những con tủ 6 cánh dao động từ 18 đến 20 triệu, à đến 25 triệu. Tất cả thì chất đều rất là mới, nhìn chung là dùng rất đáng đồng tiền. Còn dùng hàng bãi thì nó chất liệu nó sẽ hơi kém. Ngoài ra, ngoài tủ mặt thường thì còn có cả tủ mặt kính và tủ mới nguyên thùng. Đây là những con tủ mới nguyên thùng 62K, model năm 2020. Ngoài ra có mẫu 60K, 74K và mẫu Mitsubishi 70E. Đó, các bạn cần tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại là 0966 937 999. Nhiều khách hàng thì dịp cuối năm có hỏi tôi là thế, thấy nhiều các cái cơ sở khác người ta đang đăng lên là có chương trình khuyến mãi cuối năm, khuyến mãi 500 1 triệu hay là 5%, 10%. Thì là tại sao kho Nhật Bùi Huy thì không có các chương trình khuyến mãi như vậy? Thì tôi nói thật là như thế này, tất cả các chương trình khuyến mãi thì tất cả đều là chiêu trò thôi. Cho dù là cái hàng mới nguyên thùng thì cũng là chiêu trò của kinh doanh thôi, chứ đừng nói là hàng cũ. Tại vì các bạn hiểu là chúng ta đang đi mua hàng cũ và chúng ta cần ở đây là chúng ta cần cái chất hàng tốt, giá hợp lý, chứ chúng ta không cần là hàng giá rẻ. Đó, hàng giá rẻ mà không tốt thì chúng ta về dùng chúng ta sẽ cảm thấy rất là tiếc tiền và rất là mất việc. Chính vì vậy là các bạn hãy, ai làm kinh doanh như tôi thì sẽ đều biết là tất cả các chiêu trò khuyến mãi, các chiêu trò giảm giá thì tất cả đều là cái chiêu trò trong cái kinh doanh thôi. Đấy, người ta sẽ lấy chỗ nọ đập chỗ kia, chứ không hề ai cho không các bạn đâu. Đó, nên các bạn cùng quan điểm với tôi thì là chúng ta sẽ có được những cái sự hợp tác nó thật nhất, nó đơn giản nhưng mà nó là thật. Đó. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm ủng hộ tôi trong những năm vừa qua. Và trong năm tới thì tôi sẽ tiếp tục cố gắng là mang về những nguồn hàng thực sự là chất lượng, để cho các bạn mua dùng một lần thì các bạn sẽ nghiện hàng Nhật luôn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.